ngủ dân giọng ngủ trên cây me đó, ngủ trên cây không? Ờ, bà nói cửa nẻo gì đâu, chó nó hú. Ôi một rồi. Đêm nó hú một cái đó, chó sói bác mày dội luôn, chó sói chứ phải như bây giờ mà tùm chung mà lo đầy đủ gì đâu. Có ta nói đây nè, đi giúp của tao nè, tao chăm dẫn trên này tao ngủ nè. Cây me bự này nè hả con? Ừ, cây me này nè. Dạ. Mệt quá, mệt, nắng hay chưa nắng nữa, quá nắng luôn. Đến quay trở lại nha. Cánh đồng Tri Tôn hướng bên đó là núi Cô Tô. Hướng bên đây là núi Dài. Ở đây có thờ mẹ Quan Âm. Đây mẹ Quan Âm nè mọi người. Đẹp quá đẹp. Cây bồ đề lá gió lắc đẹp ghê luôn. Xung quanh này rừng. Lên chùa nghe mọi người. Chùa này cũng rất lâu đời. Vừa bước lên chùa thì phía bên đây mặt có Phật Di Lặc. Đây hình bụng ông cười nè, cười như ông địa ấy đó. Giờ mình đi vô nha bạn. Ở trước chùa có bốn cái miếu nhỏ, ba cái hả? Bên đây là mấy ông tài nè mọi người. Trước cửa chùa có cái miếu ông tà nè, miếu ông Lục Tà. Ông Tà nè, cận cảnh ông Tà luôn nha mọi người. Còn đây là chùa Nam Quy. Cô
Đây là trong phía trong ngôi chùa. Bàn thờ này là bàn thờ ông Hắc Đế Ngọc Hoàng. Phía trong là Thiên Hậu Thánh Mẫu, Bà Mao, Lục Cung Thủy Kiều, ba bà. Dạ. Cái bà bên đây là để chữ Bà Mao hả? Bà Mao. Dạ. Bà là người dân tộc. Dạ. Còn bà chính giữa là người Tàu, Lục Cung Thủy Kiều. Còn bên đây là người Việt Nam. Dạ. Vậy là ba bà ba nước. Ba bà ba nước. Có cái di tích gì không cô? Ừ. Có như thờ có di tích gì? Di tích là mấy bà già xưa nó bán mất hết rồi, còn tới hai hai đâu có nhớ. Dạ. Hai hay quên. Người ta kể cho nghe rồi cũng dạ. Bên kia ông thần tài. Dạ, bên đây thần tài. Có nghe nói ngôi chùa này hồi xưa có một ông sư ông làm chủ trì hồi xưa ở đây nữa có. Ông mất rồi con. Dạ. Ông mất mấy năm rồi. Dạ. Mất 3 năm rồi. Con cũng mới nghe sự tích của ổng nè. Nghe cô đó ở chỗ đường Tà Lọt á. Cô kể có sự tích gì mà dế kêu gần lu nước đó. Cô biết cái câu chuyện đó không? Cái đó ông thầy cũng biết. Dạ. Bây giờ là mới mẻ quá. Tại vì con đi đi quay cũng tìm hiểu cái di tích lịch sử á. Dạ. Dạ, ngôi chùa này chắc cũng trên 100 năm hả cô? Dạ. 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 Ở đây là Cửu Quyền. Ở đây cô ở đây có một mình hả? Dạ. Cái gốc của cái người hồi trước tu tạo lập cái chùa này là người Trung Quốc hay người Trung Hoa? Người Hoa. Dạ. Rồi cái người ta mới hồi đó ở trên thì sao đó nó có ba cái cây di tích, ba cái cây đó hồi chào Pháp có rồi đó nha, có di tích ba cái cây cổ thụ đó rồi đó. Ba cây ở sau lưng chùa hả? Ở sau lưng chùa ba cái cây yeah. Gốc bự rồi đó, là ba cái cây đó người ta liệt vào cổ thụ rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi cái ông ấy thấy vậy cho ông gia ông gái ông cũng nghe người ta nói trên này linh linh vậy đó. Dạ. Cho ông gia ông gái nghe con ông cho con ông hết đau bệnh ông lập cái miễu nhỏ đến thờ cái dần dần người ta lên đứng kiến trong đông 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 lập cái chùa đó. Dạ. Lập cái chùa đó nó mới ganh tị với dân Campuchia đó. Dạ. Người ta nói Ba Tàu không có đất, không có đất bên này, cái đi thưa đi kiện rồi này kia miễn Ba Tàu tiền. Yeah. Không có tiền mà mới thắng trận Trung Nguyên. Yeah. Thắng trận Nguyên chỗ này nè. Trận nó thắng rồi cái anh giải cả. Ông đi học trò đó về cho nó. Mà không biết cái mình hồi xưa là chó sói dữ dằn. Yeah. Bà cấp bà nó hồi xưa là chó sói dữ dằn lắm mà cửa nẻo này thì chưa có làm. Yeah. Nó sụp nó bể nát hết trơn, là chỗ nào dựng được thì dựng lên thờ, chỗ nào dựng không được thì chịu thôi. Đó. Rồi cái bà mới thấy vậy cho sói nó tha đi ở trên rồi cái bà lụm bà đập cục đá đó đó. Yeah. Rồi bà dặn mình con cháu lúc nào mà thí dụ như tao chết rồi đó mà tụi bay có ăn thanh minh cho tao đấy ha thì cũng cúng ông đó giùm.
không có biết tên biết họ ổng vậy đó, mày cứ giá vậy đi. Mà chỉ chôn được có cái đầu không? Có cái đầu không nè, thì bà ra bà nói vậy rồi chị. Bây giờ tới thời của hai là bốn đời rồi. Dạ. Tới thời của hai là bốn đời rồi. Bây giờ tao cũng sáu mấy tuổi rồi. Dạ. Đó. Đắp cái cục bên đó. Dạ, cái cục nhỏ nhỏ này. À, cái cục nhỏ nhỏ bà đắp bên bà đó. Bà lấy đá, bà lấy dồi, bà đắp rồi đó. Là cũng lâu năm lắm rồi hả cô? Biết mà lâu rồi. Ờ, đắp bằng tay. Sao chục năm gì rồi tới giờ đó đó, bà đắp đó. Dạ. Vậy là cái cục, cái mộ đó chỉ có cái đầu không? Còn cái mộ bên kia của ai cô? Của bà. Dạ. Của bà xa, bà Sáu đó. Dạ. Vì là khi nào cúng là cúng luôn người này luôn. Cúng là cúng là luôn, mà bà nói tao cũng không có biết tên biết họ gì hết trơn mà nói với tụi bay đâu. Thì bây giờ tụi bay cứ cúng đi. Rồi kêu ổng về ăn uống gì độ gì chứ tao cũng không biết tên biết họ. Dạ. Bà nói hồi đó bà ở đây bà ngủ trên cây me đó đó. Đâu có cửa nẻo gì đâu mà dám ngủ, dân giọng ngủ trên cây me đó. Ngủ trên cây không? Ờ, bà nói cửa nẻo gì đâu. Chó nó hú. Ôi một ơi. Đêm nó hú một cái đó, chó sói bác mày dội luôn, chó sói chứ phải như bây giờ mà tùng chung mà lo đầy đủ gì đâu. Có ta thấy cái đà chi tích của tao nè, tao chăm dẫn trên này tao ngủ nè. Cây me bự này nè hả con? Ừ, cây me này nè. Dạ. Đó dân dẫn đây nè, cái mua mấy cây su che. Dạ. Che lên rồi cái dân dẫn đó tối là cái bắt ghế leo lên đó ngủ á. Bà nói đâu phải như tụi bay sung sướng bây giờ mà làm rồi để lại cho tụi bay ấm cúng bay ở đâu. Tụi tao hồi đó ở đây lụm từ cái miễn lưu, lụm từ cái miễn bể của người ta mà đựng nước mà xài. Yeah. Bây giờ không lẽ là bây giờ mình mà cái này nó cũng như là truyền thống nó để lại. Bây giờ tao không biết ở cũng được. Bây giờ tao nói tao không biết ở cũng được. Cái mộ của ông, cái ông mà bị mà người Khmer chặt ba khúc là ở bên kia. Bên kia, đấy là bên kia. Đi đường nào ra cô? Dạ. Cái này là bãi sau này. Sinh năm 1908. Ừ. Mất năm 1990. 81 tuổi. 82 tuổi. Này bả nè. Còn này ổng nè. Ổng để chữ mà Tàu không? Chữ Tàu không biết đọc. Còn cây cổ thụ. Ý ở đó có cái miếu nữa hả cô? Ở đó cái chùa Phật. Trên đó là cái chùa Phật. Dạ. Nhỏ. Đó ba cây nè. Ba cây đó một cây đó. Đó một cây rồi bên kia một cây. Dạ. Ba cây đó đó, là ba cây đó được chùa cổ thụ rồi đó nè. Cây đó cây lâm dồ hả gì cô? À cây cày. Cây cày hả? Ừ. Cái trái nó nhỏ như trái cóc vậy đó. Yeah. Mà mình ăn không được chứ mà chim ăn được. Sao ngộ hả? Ừ. Chim ăn được mà mình ăn không được. Ừ, mình không có ăn. Dạ. Yeah. Mình không ăn thành ra mình không biết, không có từng ăn. Đó, cái cây đó với cái cây bên kia là một hàng đó. Dạ. Yeah. Cây cày. Cây cày. Cây cho vào cổ thụ hết rồi đó. Dạ. Yeah. Cái chùa Phật nhỏ bên đó là từ hồi xưa giờ luôn hả cô? Từ hồi xưa tới giờ đến cái chùa này luôn đó. Chắc tao độ chừng là hồi xưa cái đó là cái cốc của mẹ ơi. Dạ. Mà giờ có mở cửa không cô? Dạ, hai mở cửa, hai đốt nhang lại. Gì hả? Ừ. Ở trong đó có để bàn thờ có ba tượng Phật. Ba tượng Phật. Ừ, tam thế Phật. Dạ. Rồi cái này là cây ma nè. Cái này là nhắm nó mới ra nè. Ở trên này chắc ban đêm chắc ngủ chắc ớn.
Không, hay quen rồi con ơi. Dạ. Hay quen rồi, hay không sợ đâu. chứ con lề kêu con lên đây mình anh con không dám. Mẹ mẹ ổng nói chuyện dây dơi mà hè hoài mẹ ơi. Hiện giờ hả? Không, dắt kiều á, dắt kiều, dắt mấy ổng đó. Dắt mấy ổng ha, dắt tối. Dạ. Là cô nghe nói chuyện dơi mà sao này luôn? Nghe dơi mà tao không kệ đâu, tao có nghĩa là giờ này là giờ của tao. Dạ. Giờ này là giờ của tao làm chủ. Dạ. Dạ. Rồi qua tới 5 giờ tao dưng cương thấy nước 5 giờ là giờ của mấy ổng. Tới giờ mấy ổng. À. Rồi mấy ổng làm gì làm mình. Không việc ai để làm. Dạ. Không có đụng phạm tới ai. Nhưng mà cô vẫn nghe mấy ổng nói chuyện dơi mà mình nói mình nghe được cái gì không cô? Nghe chứ, sùm hết trơn. Vì sao? Nhiều khi kêu dơ vậy, tao cứ kêu một kêu đi. Tôi không có gì liên can, không liên quan. Vậy là mấy ông chưa thằng chiều nào mấy chiều nào mấy ông cũng hội họp mấy ông kia nói chuyện. Bởi vậy. Hội họp với những vong linh ở đây người ta gửi gắm nè. Dạ. Trời ơi, còn lên đây gửi dữ lắm mày ơi. À. À, cái này hồi xưa là cái cốc tu mà. Thì bởi vậy, tao lăn bê lại đó, mày không làm, không lăn bê mày thấy thì lượn, xi măng cũng gớt, giờ nằm gớt vậy đó. Dạ. Tao tha tao lăn bê lại nè. Đúng mà ở đây có bị chốc nữa nè. Biết sao, tại hai không có khả năng hai sữa. Bữa hổm nó kêu ông thợ lên rồi ta mới nói với chú nó bây giờ chú nhận tiền mấy chục năm nay rồi mà cái chùa Phật của mình á là nó nứt nở hết trơn rồi. Yeah. Rồi chú mấy chú coi người ta trùng tu lại đi, kêu nó lên cái nó kêu thợ lên cái thợ đòi 350, nó nói không khả năng, không khả năng thì thôi 350 chục triệu. Ừ. Không có năm thôi. Bây giờ hai mua hai phần bê. Vậy muốn thở lên làm. Nè con gơi rớt nè. Dạ rớt cho ăn chóc chứ. Nha. Còn cái này nha. Nó lòi xương ra luôn. Nè. Cái cọp này nè. Nó lòi xương ra luôn. Rồi tao lấy xi măng tao đắp bằng tay. Dạ. Đó. Rồi nhắm sống nổi không. Bốn cái cọp đều dĩ hết trơn luôn. Hư trình. Đó. Thấy không? Tại nói thôi bây giờ tới thời con rồi, nếu mà ai có khả năng cho con làm lại thì con làm lại cho bung hết rồi nè. Ừ, bung hết rồi, nở rồi, tiêu hết trơn rồi nè. Rồi tao lấy xi măng tao vét lại làm sao bằng phở người ta làm. Dạ vậy vậy hả, bung hết trơn luôn. Rồi con cái đây nè, thấy không, à cũng rớt ra trơn nè. Đó. Rồi trong này nữa nè, không đủ bê lăng mà. Hư trơn luôn. Cái này nứt từ bên đây qua tới bên kia luôn. Cái là nó đưa nguyên bề luôn. Dạ, qua tới bên kia luôn rồi. Nhờ đây có cây đó, đây là đây nó nứt tàn len cái nền ra trên. Hư trơn quá lâu năm rồi. Không sửa mà. Quá lâu năm rồi mà không sửa, không chịu sửa gì hết trơn. Nói. Bây giờ kinh phí mình không đủ. Thường thường buổi chiều cô ngồi ở đâu mà cô nghe mấy ổng nói chuyện cô? Cũng như hai chú Phương cũng nước rồi. Hai nằm mấy đứa dẫn khi ở ngoài này nói dơi. Người lớn có, trai có, gái có, con nít có. Để sóc mẹ. Nói chuyện dễ sóc hết trơn. À. Người có khi nào cô gặp không cô? Không gặp thì chưa đâu. Nghe nói chuyện vậy thôi. Nghe nói chuyện xôn xao ở ngoài này nha, nhưng mà chưa có gặp. Dạ. Mà đã gặp là vô tháng 7. Tháng 7 là nhiều. Vô tháng 7 một cái mấy đứa nít ở dưới nó đi lên nó thấy á. Vậy sao? Ừ. Thấy luôn. Nít á thấy á, mà chiều. Đó hai thấy không? Thấy ban ngày luôn á hả cô? Nó đi rồi, có đứa thì thấy ban ngày, có đứa thì chạm dạng. Dạ. Có đứa thì chạm dạng nó thấy. Rồi ai nói thôi thì ai mới là. Dạ. Vì là vong linh ở đây còn nhiều lắm. Trời ơi, con biết mỗi một cái đờ em lại biết bao nhiêu cái vong linh gửi ở đây. Gửi em cho tu hành. Kiếm bên nhau, tôi biết bao nhiêu cái vong linh. Tao nói tao là ông Tây Ấn.
Vậy hả? Thôi mà má còn với ngoại còn chậu tao ngát chịu trời lưng tao lưng rơi lâu lên tao bảo thể chuyện đăng chuyện chém chuyện chặt chuyện búa rồi không à. Dạ. Trời ơi trời lắm. Rồi sau này cái tao mới nói với bà nè. Tao nói mẹ ơi bây giờ mẹ chuyển con lên trên này thì phải cho con gan dạ mới được, chứ còn cái nhát cái kiểu con như hồi xưa là con không dám ở thiệt à. Con bỏ mẹ con đi à. Không dám ở là con bỏ mẹ con đi à. Rồi sao tao phải dẫn chuyện ngày thế thì thấy dạng luôn. Dường như tao nuôi chó. Như chó hay như có ai lên bất tử á, nó sủa. Dạ. Sủa dữ lắm, làm cho mình biết. Mình biết có người lên. Làm mình cũng có thể giữ bình tĩnh. Dạ. Cái người đó lạ hay quen. Tao mà qua 5 giờ rồi, 6 giờ tao không mở cửa đâu. Dạ. Không mở cửa đâu. Qua 5 giờ tao dâng hương cúng nước rồi xong rồi tới 6 giờ tao đóng cửa rồi. Đóng cửa luôn? À, đóng cửa luôn. Khách khứa gì tao cũng không mở đâu. Biết đâu, biết đâu được. Dạ. Người tốt, người xấu. Mày thấy trên Zalo không? Dạ. Nó lên tên là quỷ quái, rồi đập đá, xì ke, ma tí, nhí, 15, 16 tuổi, 15, 16 tuổi. Giờ nhiều già trẻ nó có chừa đâu. Không có tha ai chứ. À. Bởi vì tao nói với mấy đứa cháu thôi à. Còn sớm thì lên xin cơm ăn hay là lên xin gì tao cho. Qua 6 giờ rồi đừng có kêu tao mở cửa, tao có mở rồi đừng kêu bắt hai bắt ba vậy chứ. Sao cô không kêu đứa cháu lên ở chung? Có thằng trai. Có thằng trai mà nó chạy xe trong ăn taco á. Dạ. Nó chạy xe đá á, chở đá trong ăn taco á, chiều nó về. Bữa nào nó tăng ca thì nó nói mẹ ơi, đóng cửa ngủ đi. Tối rồi con tăng ca con không có về. Rồi bữa nào nó không tăng ca thì nó về đây nó ngủ với mình. Dạ. Sao hồi trước cô với cái người chủ chùa này là sao mà cô được ở đây? Cũng như hồi cái thời đó làm sao đó tu chung đồng thừa, ta bạn đồng tu gì như nhau đó. Yeah. Rồi từ khi mà ông chủ chùa rồi này kia mất rồi cái ông kia ông nghĩ là bà này bà giải rồi ông với bà giải ở đây người ta diễn nghị người ta nói làm sao. Yeah. Thành thử ra ông mới về dưới ông có cái cốc ông tu là giờ ông được cái chùa cho bá hay đất của ổng. Yeah. Đất là đất thuộc của ổng. Vậy là cái ông chủ chùa ở dưới đó dưới là ổng chủ đây luôn nè hả? Không chủ đây, hai cái người đó với bà ngoại rồi đó là cũng là từ với nhau thôi. Yeah. Bà ngoại thì gốc gác ở Lịch Giá. Yeah. Bà ngoại buồn gia đình, bà ngoại qua đây mà tu luôn. Yeah. Rồi ông đó thì ông ở đây với ông chủ đó. Yeah. Chủ chết chặt chém đó. Yeah. Thì cũng như là ổng chỉ là lâu ổng lên nè, ổng dâng hương, ổng quét rồi thôi chứ ổng cũng không có ở tại đây luôn. Yeah. Ổng ở tại đây luôn thì ổng cũng bị chặt luôn rồi. Yeah. Đó. Rồi sau này ông kia mất cái ông này mới ở đây, rồi bà có bà ngoại ở đây nữa. Yeah. Rồi mấy người ta mới nói thôi bây giờ không thấy là huynh về dưới quê cũng có đất đó, huynh về dưới quê cũng có cái cách huynh tu đi. Còn tôi thì tôi ở đây rồi đó, bả mới có ba mấy tuổi à. Yeah. Thành thử ra người ta diễn nghị người ta dòm ngó đi lắm. Còn nếu huynh ở đây thì tôi về giá. Thành ra ông mới nói thôi để tôi có đất có vườn để tôi về dưới tôi che cái chòi tôi tu. Rồi cô Sáu ở đây đi. Yeah. Đó thì đặt cái chùa bà Sáu tới giờ đó. Chùa bà Sáu. Ừ. Hỏi ở cái chợ Chi Tôn mình ở cái chùa bà Sáu ở năm đi chỗ nào thì người ta chở tới luôn. Dạ. Yeah. Rồi cái sau này cái bà tóc bà già má bà coi sắp trong. Yeah. Này rồi mình thì anh hai ảnh ở này với má. Dạ. Yeah. Anh hai là chồng của mình. Dạ. Yeah. Ở này với má là tôi ở dưới nhà dưới, tôi có nhà dưới này nè, nhà ngang cái cây lâm vô tuổi ngoài lộ đó. Dạ. Yeah. Dòm qua đây là thấy cửa sắt đóng hoài đó lại nhà tôi. Rồi cái lâu cái tôi lên tôi tiếp rửa chén rửa bát rồi này kia cho tới gần ta xài đó. Rồi anh hai ở này với mẹ. Rồi tới mẹ mất thì anh hai coi. Mà anh hai coi người ta có cái nguồn quê lợi của người ta. Anh hai anh coi thì ảnh ở đây ảnh coi bói nè, coi tai coi bài rồi coi sách vở rồi cưới gả rồi này kia đấy ha.
với lại đi cúng mà xây bếp xây đồ cho người ta rồi này kia đó ha. Thì ảnh có cái mùi tiền coi của ảnh, rồi người ta xin xăm thì ảnh lật xăm bánh bạn đó, thì ảnh có đùng tiền ta cho đó, thì ảnh sống nó cũng đỡ. Rồi tới chừng ổng mất rồi tôi có biết coi cái gì, biết chữ đâu coi, tôi có biết chữ đâu coi. Cô không biết chữ hả? Không. Rồi mấy bà nó xa ở đây ở với chồng mấy chục năm mà học không học nghề trời. Nên ông nội ơi, tôi không có biết dụ, tôi ghét dữ lắm, tôi ghét cái dụ dữ lắm. Mà tại vì tôi ghét của nào trời trao tôi của đó thì tôi phải chịu thôi. Tôi ghét lắm, tôi ghét cái vụ ông lên bà xuống, như vụ mà coi bối coi tay thì tôi ghét dữ trời lắm, bởi vì không biết gì hết á. Không có học gì hết á. Thì thành ra giờ ta lên chùa này không có ông thầy ai lên làm gì. Người ta lên chùa người ta xin xăm người ta coi, hay là hoặc người ta lên ta coi coi tháng này người ta hên thành ta xui. Còn lên bây giờ không có ông thầy rồi, rồi lên chi từ đó. Rồi rồi bây giờ chùa này còn để ông xăm không con? Còn kìa. Còn à, ai xăm thì cứ coi, ai xin thì cứ coi. Dạ. Vậy đó. Nữa đang biết đang chỉ nữa lên đây. Còn còn hai ống xăm rồi để. Dạ. Cái ai lên ta xin xăm mà dân xin số thì nhiều. Thì sáng giờ mới có nhỏ nó mới lên nó xin số. Ở đây ra xin số. À, ở đây ra xin số thì nhiều. Người cao thì ta không có chịu cái vấn đề mà ông lên mà xuống đâu. Yeah. Mà ta biết, ta biết sắp tới đây thì con ai mới dẫn hết trơn, không ai bỏ ai trên. Yeah. Chứ con trên thì trên dẫn mà con dưới thì dưới dẫn mà. Yeah. Mà ta ta quỳ tao lại tao giá như bả mỗi đêm vậy nha. Ta nói bây giờ con không biết con của ai, con chưa có ra mặt được thì con chưa biết con của ai, nhưng mà con nói với ba mẹ là phải cho con vào cái cửa đẹp con mới chịu nha. Vào cái cửa xấu mà tối ngày đi lang thang mà trời con không có chịu đâu đó. Rồi nó bắt đầu tao không biết tao con của ai mà bà thôi, bữa nào mà tao không có chân dọn hay là không có tao bỏ phế không làm không gì hết trơn nha là trời trời tao bệnh muốn chết luôn vậy. Gì sao? Ừ, nó nặng cái đầu cũng như là nó cái đầu tao nó tám cái thúng mà để trên đầu vậy đó. Rồi cái con bé đó ở dưới nó lên, nó lên cái nó má hồng má con mệt má quá thôi má đưa đây con làm cho má đi cho nó sạch sẽ lại cho con bề trên người ta đỡ cho mẹ đến thôi bà thấy ghê quá. Rồi cái lâu lâu nó lên là nó mới lên hôm qua. Sao cái bàn thờ đó không có cái lư hương hả con? Đâu? Không để cắm nhang hả? Cái bàn thờ đó bắt hai tụng kinh mỗi đêm á. Không có cái bàn thờ giữa của ba bà kìa. Ba bà là cái ly hương ngoài này. Ly hương này ha. Ừ. Dạ. Yeah. Ngọc Hoàng rồi thầy kia là tụ ly hương ngoài bự đó. Dạ. Yeah. Hội ly hương bự đó. Dạ. Yeah. Ở ngoài bà đứa thẻ thì ta hội ly hương đi. Bây giờ là cô hai hội ly hương hết trơn đi. Để một cái ly hương lớn đó thôi. Chứ là để cắm trùng lum là dơ lắm. Dơ là hai cứ dọn dẹp hoài. Thôi nói thôi kệ đi, cái hội ly hương tôi không hội đâu. Rồi cái làm cái nóc này nè. Dạ. Đặng tới cái lần cúng đó, ông làm cái nóc này kéo qua bên gì nè. Cho khói nó thoát lên, thêm khói nó ngọt. Dạ, hàng gì có dây nè. Ừ. Đó thì hai cũng mới làm đó, hai làm cái nóc lợi nè, chứ hồi đó bằng tiếp lô mà. Dạ. Tiếp lô xi măng. Còn này bây giờ là nó giả ngói đó. Vậy là chừng nào người ta cũng đông cái kéo cái miếng nó qua bên. Cái này qua đây nè cho nó khói ra. Dạ. Nhưng nhà ba khói quá, mệt. Rồi, chế này cũng hay ha. Ừ. Đó, thì lấy cái mẫu này của ngoài chùa Bà Đức Thẹ nè. Dạ. Ừ. Lấy cái mẫu đó của ngoài chùa Bà Đức Thẹ mà làm đó. Hay chứ. Ừ. Kéo như làm đường gậy vậy chảnh. Ừ, có cái đường gậy nè. À. Con mở cái đó ra là con kéo được rồi. Thế là hai cũng mới thiết kế là tại á. Hay có cái đường gậy. Cái quá trời, hai chịu nổi. Con mắt mình nó đẩy rồi. Rồi quá thì... À, nhà dây nè quý vị. Rồi kéo cầm đó. Ôi ôi, nặng dữ hả? Ờ, đây đây, đó. Hay, hay thiệt. Hay thiệt.
trong lỏng ra nè. À, liếp lại. Hay ha. Lấy cái giống gì ra bán được.